Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilea, và người không muốn cho ai biết, vì người dạy dỗ và bảo các ông rằng: Con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người. Khi đã bị giết ngày thứ ba, người sẽ sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ, không dám hỏi người. Các ngài tới Capernaum, khi đã vào nhà, người hỏi các ông: Dọc đàng các con tranh luận gì thế? Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ người ngồi xuống gọi 12 ông lại và bảo các ông: Ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Rồi người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó và nói với các ông: Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính mình thầy. Và ai đón tiếp thầy thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Kính thưa toàn thể quý ông bà anh chị em, trong xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu thì đàn bà và trẻ nhỏ là hai hạng người không được tôn trọng. Họ là nobody, vì họ phải cậy dựa vào người khác. Họ bị coi thường và coi như không có giá trị gì hết. Thế mà trong bài phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu mang một em bé đứng giữa các môn đệ sau khi ác công cãi nhau xem ai là người lớn nhất. Và nói với họ: Ai đón tiếp một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh thầy, tức là đón tiếp chính thầy, và ai đón tiếp thầy thực ra không phải đón tiếp thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai thầy. Có nghĩa là ai đón tiếp những người bị xem thường, bị những người hèn mọn, là đón tiếp chính Thiên Chúa. Chẳng những trong xã hội Do Thái ngày xưa, mà ngay cả trong hầu hết các xã hội ngày xưa từ Âu sang Á, thì đàn bà và trẻ nhỏ cũng bị xem không được, không bị xem thường, không được tôn trọng. Chúng ta thấy trong như xã hội Việt Nam chúng ta là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô, nên hành động của Chúa Giêsu trong bài phúc âm hôm nay chính là làm một cuộc cách mạng đối xử trọng thị với những người có vai vế địa vị. Thì là một chuyện thường tình, ai trong chúng ta cũng như thế, nể nang những người có tài năng, có bằng cấp, ai trong chúng ta ít nhiều cũng làm như vậy. Đó là điều bình thường trong mọi xã hội, mọi nền văn hóa. Nhưng tôn trọng và đón tiếp những người không có vai vế địa vị, những kẻ bé mọn, những người thấp cổ bé họng, không có tiếng nói, là điều Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ Ngài từ 2000 năm trước. Ngài còn đi xa hơn nữa khi nói rằng: Ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Chuyện kém coi trọng những người giỏi giang và xem thường những người kém cỏi chẳng những xảy ra trong xã hội, mà trong xảy ra ngay cả trong chính gia đình của mình và có thể là trong cộng đoàn chúng ta nữa. Trước hết là trong gia đình, chúng ta cũng có những người bé nhỏ thấy mình kém cỏi, chẳng hạn là người chồng là người lịch thiệp, xã giao rộng, có còn lại còn tháo vát làm ăn buôn bán giỏi và là nguồn tài chính chính trong gia đình.
Nhưng người vợ cảm thấy mình bị lép vế, chỉ ru rú trong nhà, không dám đi đâu. Rồi nhiều khi người chồng không tế nhị giúp vợ tự tin vào giá trị của mình hay những mặt mạnh của mình, mà lại còn có vẻ lấn lướt, xem thường vợ mình. Ngược lại, cũng có những người vợ giỏi giang quán xuyến mọi việc trong nhà ngoài phố, đôi khi lấn lướt chồng mình, làm người chồng mặc cảm thua kém mọi người, nên sống như là một cái bóng trong nhà. Rồi trong gia đình ta, những đứa con chúng ta có những đứa con thì chúng ta thường yêu thích những đứa thông minh học giỏi mà ít khi quan tâm tới những đứa chẳng những học không giỏi, kém tài năng mà còn quậy phá ngỗ nghịch, làm chúng ta xấu hổ với mọi người. Nhưng đôi khi chúng ta không biết rằng chính vì chúng ta đối xử thiên vị, dồn và chú ý vào đứa giỏi, đứa thông minh mà làm cho những đứa khác ghen tị nên quậy phá để lôi kéo sự chú ý của chúng ta và mọi người. Trong cộng đoàn cũng tương tự, đôi khi chúng ta chỉ dồn sự chú ý đến những người có chức vụ hay chỉ muốn làm những việc mà mọi người biết đến hay có tên tuổi, còn những việc làm âm thầm phục vụ thì ít người muốn nhận. Vì thế, những người thấy mình kém cỏi cả về khả năng lẫn tài chánh thì âm thầm đi dự lễ, rồi âm thầm rút lui, không kể chống. Qua bài phúc âm hôm nay, bài học mà Chúa dạy chúng ta là giá trị con người không tùy thuộc vào khả năng hay địa vị của người đó, mà tùy vào cái khả năng phục vụ và mức độ hữu ích của người đó. Trong một gia đình, ai là người lớn nhất? Chúng ta thường là coi là có phải là người cha, người chồng không? Bề ngoài là như vậy, nhưng đối với Chúa chưa chắc. Người cha ấy, người chồng ấy nếu chỉ biết có ra lệnh bảo người này, người nọ làm mọi việc, nếu chỉ biết ngồi đó mà chê món này dở, cái bàn này lau chưa sạch, nhà cửa này lộn xộn lung tung, chỉ biết ăn no rồi đi chơi, chỉ biết có nhậu nhẹt để mặc vợ con làm tất cả, thì đó chính là kẻ bé nhỏ nhất trong nhà, nhỏ hơn cả vợ mình, nhỏ hơn cả con mình. Bởi vì người chồng, người cha ấy là một người vô ích. Trong một cộng đoàn, một họ đạo cũng vậy. Nếu xét theo tiêu chuẩn của Chúa thì kẻ lớn nhất không hẳn là phải là người có địa vị cao nhất, không hẳn đó là ông trưởng hay bà hội trưởng hội đoàn, không hẳn đó là ông chủ tịch hội đồng giáo xứ, mà rất có thể kẻ được Chúa xét là lớn lại chính là người mà ít ai để ý tới. Người đó không có chức, có quyền nào. Người đó âm thầm ít nói, nói ít mà làm nhiều, luôn luôn chu toàn nhiệm vụ mình, luôn tìm cách giúp ích cho người khác. Với sự hạ mình của Chúa Giêsu khi xuống thế làm người, Ngài bỏ trời cao xuống thế làm người, sống với thân phận con người. Từ đó số phận con người thay đổi tận gốc rễ. Người bé nhỏ trở thành đối tượng quan tâm phục vụ. Người yếu đuối được nâng niu chăm sóc. Người nghèo hèn được kính trọng yêu thương. Vì họ đã trở thành chính hình ảnh của Thiên Chúa. Hơn nữa, Chúa còn nói ai muốn làm lớn thì phải hạ mình phục vụ mọi người như một kẻ đầy tớ. Như vậy giá trị của một con người không phải là do địa vị của người đó, mà là do khả năng phục vụ và mức độ hữu ích của người đó. Xin quý ông bà anh chị em cùng cầu nguyện với tôi cái lời nguyện mà tôi thấy rất hợp trong bài phúc âm hôm nay. Tôi lấy từ internet xuống. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tri ân
xin tri ân, cảm tạ và ngợi khen Chúa đã ban cho chúng con mỗi người một địa vị, dù cao hay thấp trong đời. Hết thảy đều rất tốt đẹp, giá trị, đạo đức và hữu ích với thai nhân. Khi được Chúa thương xót giải thoát chúng con, cất đi những tham vọng vị kỷ, cao vọng bất nhân, ảo vọng tự đắc tự mãn, ngay cả trong tâm tư, hành động và lời nói của chúng con. Lạy mẹ Maria, xin dạy chúng con ở bất cứ địa vị chức tước nào cũng đều cố gắng noi gương mẹ, sống khiêm nhượng, nhân từ, chân tình yêu thương và dấn thân phục vụ mọi lúc, mọi nơi, những người bé nhỏ, những kẻ tầm thường, đau khổ và khốn khó. Amen.